Thưa quý vị và các bạn, một tuần làm việc rất mệt mỏi và sau những ngày nghỉ vui vẻ với gia đình thì có lẽ ai trong số chúng ta cũng có một cái chút ít tâm trạng chán nản và sợ cái ngày thứ hai, tức ngày hôm nay, sợ tắc đường này, sợ khói bụi và sợ cả việc đi làm nữa. Vâng, đúng như vậy ạ. Hôm nay, ngày quốc tế người khuyết tật, ngày mùng 3 tháng 12, chúng tôi xin được dành thời lượng của chương trình kể cho quý vị nghe một câu chuyện về người đàn ông khuyết tật Phạm Tuấn Kiệt. Một ngày của anh Kiệt cũng có 24 tiếng, nhưng khác với chúng ta như thế nào? Thì xin mời quý vị và các bạn sẽ theo dõi phóng sự ngay sau đây. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa xưa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lỡ cơn. Đường cổ hồi xưa chậm chậm đưa ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cóc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tí mơ. Tôi là Kiệt, năm nay tôi 45 tuổi. Sinh ra và lớn lên thì cũng như bao nhiêu người bạn khác của tôi. Tốt nghiệp đại học xong thì tôi may mắn được xin vào làm tại Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam. Những tưởng những cái tương lai nó sáng lạ, bao nhiêu kỳ vọng bố mẹ tôi đặt vào tôi và mọi cái ước mơ rồi hoài bão của tôi nó lớn lắm. Năm 2006, một biến cố lớn đã xảy ra. Vẫn đi làm như mọi ngày, người anh Kiệt xuất hiện cơn đau dầm dàn. Một tiếng sau cơn đau đó, anh nhận thấy người không còn cử động được và phát hiện mình bị liệt. Bệnh đến đột ngột và căn bệnh anh mắc phải là viêm tủy, màng tủy ngang. Tôi nó như kiểu là một cái gì đó nó kinh khủng lắm. Nó một cái cú sốc quá nặng đối với một cái người đang đi làm, cái tương lai thì sáng lạn trước mắt rồi. Mà lúc đấy nó bị là cả cái tinh thần là suy sụp luôn. Mất đến mấy khoảng 4 năm trời. Chủ yếu là nằm trong nhà và không có đi ra ngoài đường. Một là đi nằm ở trong nhà, không thì đi chữa bệnh. Nên là vì cái mặc cảm với cái bệnh tật của mình, rồi nhiều thứ nữa làm cho mình suy sụp tinh thần, mình không muốn ra ngoài. Kể cả ở trong căn phòng tối này là không thích mở cửa, thích bóng tối thôi, mọi người cứ mở cửa là bắt phải đóng cửa. Thế cứ nằm trong nhà như thế, bạn bè đến rủ đi chơi rồi bảo cõng đi đi chơi đây đó mà không nhất khoát không đi. Phải là vừa nghỉ hưu được mấy năm thì anh em bị thế, thì ở nhà cũng chăm sóc con cái con, nên là đi gia đình đưa đi chỗ nọ chỗ kia để chữa bệnh ấy. Thì là tôi toàn đi theo con thôi, phục vụ con, vì là nó liệt cao, liệt từ bụng trở xuống, cho nên là cái vệ sinh các thứ là toàn mẹ làm, cho nên khó, gặp nhiều khó khăn. Tổn thương tủy sống thường gây ra rối loạn vận động, giảm hoặc mất vận động chủ động hai chân. Việc sinh hoạt, đi lại hàng ngày vô cùng khó khăn. Và anh Kiệt chỉ có thể giúp đỡ gia đình từ những việc như thế này. Chưa bao giờ biết đến hội người khuyết tật, cũng không hình dung được hội khuyết tật sẽ sinh hoạt như thế nào. Thế nhưng, đó lại là nơi giúp anh Kiệt thay đổi cuộc đời. Anh bắt đầu công việc ở hội bằng nghề kế toán. Năm 2015, Phạm Tuấn Kiệt mở Trung tâm Nghị lực Việt để sửa chữa và kinh doanh máy tính, kết hợp đào tạo và dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật. Đến ngày 8 tháng 12 sắp tới, câu lạc bộ Chấn thương cuộc sống Khát vọng do anh Kiệt làm phó chủ nhiệm sẽ chính thức được thành lập.
Tham gia hội người khuyết tật không chỉ là bước ngoặt lớn cho chuỗi ngày đen tối, mà còn là nơi giúp anh tìm được một nửa yêu thương. Hồi đầu mới bị thì không bao giờ xác định là lấy vợ đâu. Vì nghĩ là mình như này thì ai người ta yêu, có yêu thì không dám lấy. Mình không nuôi được nổi mình thì làm sao mà dám để bà lấy vợ để rồi nuôi vợ rồi sau này có con cái cái thứ thì làm sao mình xác định được. Không bao giờ xác định luôn ấy. Cũng khoảng mất khoảng 3-4 năm gì đó thì nó nảy sinh cái tình cảm. Thế mình cũng liều đặt vấn đề. Và bây giờ vợ mình thì cũng là cái người khuyết tật thôi, cùng hoạt động trong hội người khuyết tật thì cũng nghĩ là thôi nếu mà em có tình cảm với anh thì về chung sống với anh, còn nếu mà đồng cảm được với anh, chia khổ được với anh thì em về chung sống với anh. Mình vượt qua chính mình nhưng mà rào cản xung quanh nhiều cái nó ngăn cản mình, nó không vượt qua được, nhưng sau cũng nhờ chắc cũng là tình yêu rồi hai đứa vượt qua được, thuyết phục từ gia đình rồi bạn bè xã hội, rồi đến đầu năm vừa rồi là bọn tôi đã thuyết phục gia đình là được một mái ấm như bây giờ. Mưu cầu hạnh phúc trong tình yêu hôn nhân là quyền của mỗi người khi đến tuổi trưởng thành, không phân biệt khuyết tật hay lành lặn, giới tính, trình độ. Thế nhưng với những người mang khiếm khuyết trên cơ thể, để thụ hưởng những quyền cơ bản, đó là cả một quá trình không hề đơn giản, thậm chí phải vượt qua rất nhiều chông gai, bão tố. Con đường mà anh Kiệt và chị Thủy có lẽ không hề dễ dàng như bao người khác, nhưng chắc chắn đó là con đường của tình thương và sự đồng cảm.